Đây là gói ăn hỏi. Mời các vị xem gói ăn hỏi này, xong rồi có nhớ thứ gì à? Hôm nay được người ta mời đi đám cưới, người ta con gái ăn hỏi rồi, một bắn nguyên lên. Một ấn đậu xanh đỏ hiên rồng vàng, một quả cao, một lá trầu, một hộp. Hộp là hộp gì? Hộp trà, một hộp trà, hộp trà đẹp, hộp này rất đẹp, hộp này chắc là hộp mất rồi. À, một hộp mức rồi. À, chín viên vẫn lại thành 9 viên. Nào xem này, hết hạn rồi. Rồi lắp bét rồi, ăn bớt rồi. Rồi ăn bét. Tổng tài lý Hà Nội 42 triệu, số 8 Cam Long Hải Phòng. Bạn sử dụng bao nhiêu? Ngày sản xuất 19 tháng 2 2018, hạn sử dụng 90 ngày. Cái này còn xem bánh nguyên lên này bao nhiêu ngày đây. Bao ngày đây, không ghi ngày tháng đây cả, không sản xuất trong ngày tháng. Bắn không có ngày tháng ở đây à? Rồi cái bắn này mới đi. Bắn này mới đi thôi. Bắn này không để ngày hạn gây hại xuống đây à? Thôi bắn này cứ đi à. Rồi này cưới khoảng có chục cô và biếu này.